Mình Minh à ừ. Minh à. à Bà thông gia à, Dạ à, à. à. Sao mọi người ở đây hết vậy à, 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 Chuyện này Không Mẹ Nhập viện mà được như vậy thì cũng đáng Được chồng chăm sóc suốt cả ngày Em về nói cái gì vậy Từ trước tới giờ anh cũng lo lắng cho em mà Em thấy bác su gái Hình như hơi lạ thì phải Phải rồi, thưa ba mẹ con mới tới à. Ủa, hai đứa vào đây làm gì nữa Mẹ không khỏe thì tất nhiên con trai phải vào bệnh viện thăm hỏi rồi Mà anh Xuân nhà con cũng sẽ Được rồi, bà mét đông đông bây giờ dạ không có gì, mà anh Xu nói tan sợ sẽ ghé thăm mẹ. Em có bệnh gì ghê gớm đâu mà phải báo cho bà Xu biết chứ. Làm em xấu hổ muốn chết luôn đây nè. Lúc nãy trước khi vào đây con có gặp bác Xu ngay cửa, nhưng mà không hiểu sao thái độ của bác ấy lạ lắm. Có gì đâu mà lạ chứ. Có bà Xu trên 50 mà còn mang thai, không bất ngờ mới lạ. Cũng phải. Cái này gửi cho mẹ đi. Ừ. Sách báo gì đây? Con sợ mẹ nằm suốt ngày sẽ buồn cho à. nên con mua sách tới cho mẹ đọc. Thấy con có chú đáo không? <laughs> nè, cuốn sách này là do anh chọn mà. À, em cũng có phần cháu bộ cuốn sách này rất là hay đây là cẩm năng cần thiết dành cho những người thành công dạ thưa mẹ cuốn sách này là con lên mạng mua tặng mẹ đó anh hai này thiệt là kỳ ghê đó lâu lắm em mới có dịp ghi điểm như vậy mà phá em hoài thiệt tình vậy rồi sao à phải rồi tác giả đã viết là nếu như đọc hết cuốn sách thì mọi giấc mơ sẽ trở thành hiện thực ừ ước mơ của mẹ không nhiều đâu sau khi sinh em bé xong năm sau mẹ sẽ sinh thêm hai đứa nữa hả mẹ... thì ước mơ của mẹ là có ba đứa con mà Trời ơi à. tại sao mẹ lại có ước mơ quyết liệt dữ vậy <laughs> nè, nè 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 Mẹ cũng nói giỡn thôi mà 50 tuổi rồi làm sao mà sinh con được nữa <laughs> Em đang nói chuyện nghiêm túc mà mẹ Mẹ hãy bình tĩnh một chút đi Chưa chắc là vậy đâu mẹ Mẹ đã chứng kiến tận mắt mà còn gì để hiểu lầm được nữa chứ Mẹ đã thấy ông ấy cùng với một người phụ nữ Đi ra từ phòng khám khoa sản mà Mẹ hãy uống thuốc ăn thần đi Không cần Không cần làm gì hết nữa. Mẹ chỉ cần chết đi là xong chuyện Như vậy thì ba của con mới hài lòng Mà sống bên cạnh cô ta được Không được Nếu mẹ chết ba còn sẽ hạnh phúc hơn nữa Và ba người tình có ấy về nhà làm vợ Ông ấy sẽ hạnh phúc Mẹ à Ba không phải là người như vậy đâu Mẹ hãy uống thuốc đi mẹ Mẹ à Hãy uống thuốc đi Mẹ đã quá lãng phí rồi Lãng phí cuộc sống này Mẹ đã chờ đợi ông ấy Và phục vụ ông ấy với ông trời Suốt ngày cười đó vui vẻ Mẹ à Chắc chắn phải có lý do Mẹ phải biết là ba không phải là người như vậy mà Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống như nhau cả Khi mà họ có tiền họ sẽ để mắt tới Những người phụ nữ đẹp trẻ hơn vợ của mình Con à Dạ yeah, thưa mẹ Con đó Cũng đừng nên tin chồng con quá nhiều mẹ à mẹ đang nói cái gì vậy đừng nhìn vào hiện tại ngay cả bây giờ con là người duy nhất của nó sau một thời gian con sẽ thấy chồng mình thay đổi hướng nhìn về phụ nữ khác ngay thôi mẹ à sao mẹ sao mẹ lại nó là con trai của ông ấy cho nên chắc cũng không khác đâu ngay khi thằng bé vừa vào đại học ba nó đã bảo nó là điều quan trọng nhất của người đàn ông là biết làm sao trở thành một ta ăn chơi đó con biết không mẹ à mày muốn cho tụi con cãi nhau sao <laughs> mẹ phải ly dị với ông ấy mẹ phải nộp đơn lên tòa, mẹ sẽ giành lấy mọi thứ của ông ấy, và làm cho ông ấy thành kẻ ăn xin. cứ chờ mẹ xem, mẹ có thể làm gì với ổng. Alo. Mẹ, mẹ nằm xuống nghỉ một lát đi. <laughs> Đàn ông là loại người <laughs> không thể tin tưởng suốt cuộc đời được đâu. Con hiểu không? <laughs> cuối cùng thì mẹ cũng đã đến lúc bị phản bội rồi đây là một bằng chứng thiết thực nhất để con rút ra bài học mà con nên nghe theo có chuyện gì xảy ra vậy ba nè mẹ con có suy sụp bằng ngất đi không con đang hỏi ba là có chuyện gì Ê, không có việc gì hết thật sự không có gì hết mà vậy thì ba về nhà giải thích với mẹ đi tại vì ba thấy sợ quá đi Người ba tê cứng hết rồi Bà đang ở đâu vậy Đang ở bên ngoài đây Hứ Bà làm gì ở ngoài này vậy Ê, Nè Tình trạng của mẹ con sao rồi Bà nghĩ mẹ con sẽ ra sao Ê. Số phận lại chiêu người bà nữa rồi, làm cách nào mà chúng ta có thể chạm mặt ở cùng một chỗ chính xác như vậy? Mà bà đến đó làm cái gì chứ? Sao bà lại gặp cô ấy chứ? Con đã giải quyết mọi việc của cô ấy ở khách sạn lần trước, sao lần này còn dính vào? Bà đâu có gặp cô ta nữa đâu, chỉ có uh, tình cờ gặp một lần. Nếu gặp nhau tình cờ, sao lại cùng cô ta đi từ phòng khám khoa sản? Cái đó uh, là, là gì? Bà cũng là một người đàn ông như bao như bao người khác thôi, cũng nên uh, không tránh khỏi những vấn đề đó chứ. Ê nè 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 ê ba không thể vào đâu chúng ta nên để cho mẹ con có thời gian nè ba chỉ cần nói sự thật với mẹ thôi ê, trời, mẹ con sẽ tin sao nếu như bà ấy không tin nữa thì phải làm sao đây vậy là ba nói dối à trời ơi không phải như vậy mà tại sao ông ấy có thể phản bội mẹ như vậy được chứ tại sao khi mẹ còn là một cô giúp việc ở trong một gia đình mẹ cũng muốn ông ấy có cái ăn mẹ cố gắng rất thận trọng rồi để ăn trộm trứng chiên cho ổng làm như vậy có biết bao nhiêu chén canh gà mẹ đã tin tưởng và tình yêu của ông ấy vô cùng Mẹ thật là ngu ngốc mẹ à ba ba đã về rồi sao ông ấy tưởng đây là đâu chứ ông còn mặt mũi về đây sao bước vô nhà này à mình à mẹ bình à bình... ba cũng có lý do mà mẹ mình à, thật sự không phải là như vậy đâu Ba Có phải là bệnh nặng gì đâu Mà các con phải đến thăm là mẹ xấu hổ quá đi <laughs> Mẹ à, Con nghĩ chắc là mẹ sẽ thấy hơi chán Cho nên mang máy nghe nhạc cho mẹ đây ừ. Ở, Cái này hả Khi người nãy trong bệnh viện Con đã mua cho cô ấy một cái nghe nhạc À, mấy bài hát anh tả về có bị xóa hết không đó nè 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 lại nữa rồi đây là chỗ nào mà ăn đói như vậy chứ à, mình à em xóa hết nhạc chưa tất nhiên đây là món quà của con dâu nên chắc là mẹ sẽ rất vui khi ở bệnh viện <laughs> mẹ con vợ của con thì nói là cô ấy sẽ tự tay làm mấy món ngon để đem tới cho mẹ bồi bội sức khỏe đó thôi con không biết sau nãy lại có thể cưới thêm vợ một lần nữa chứ hả vợ em vừa mới được mẹ khen xong chạy lập tức ghen tị vậy thì sao chứ <laughs> à, thiệt là... mình à thật sự mình muốn thế nào đây anh tình cờ gặp cô ấy á khi bọn anh đến hợp đêm cách đây mấy ngày thôi lúc đó tụi anh đã chỉ gặp nhau có một chút thôi mà mình lúc đó cô ấy đã đi ra nhà vệ sinh và khóc lóc trong thật tội nghiệp vì vậy anh đã tới hỏi cô ấy là có chuyện gì xảy ra không sau đó cô ấy vừa khóc vừa nói trong rất đau khổ và buồn bã nghe nói là bệnh ung thư cổ tử cung đúng rồi anh là ung thư cổ tử cung không biết là giai đoạn 1 hay 3 rồi cô ta nói rằng cô ta không có tiền chữa trị vì vậy cô ấy dường như phát điên luôn Tất cả số tiền mà cô ấy kiếm trong hộp đêm đâu cả hết rồi à, Phải đó, có một câu chuyện rất thương tâm Mà có lẽ sẽ làm cho em đau lòng bật khóc Cô ấy đã từng có một người yêu Sống cùng cô ta, nhưng mà hắn ta Là một tên lừa đảo chính cống đó Hắn ta đã dơ vét hết tiền bạc của cái Thậm chí cả tiền thuê nhà rồi bỏ trống luôn Lúc đó cô ấy gần như là bị ném ra ngoài đường Mà ngủ rồi đó mình à Thật sự đó là một câu chuyện buồn đến nỗi Mình sẽ phải bật khóc, có phải vậy không? Dạ yeah. Vậy mà cũng tin sao? mình à mình nên biết là trái tim tôi giống vậy cũng mềm yếu như trẻ con mà hả con à dạ khi mà thằng nhóc này muốn kết hôn với con á chúng ta đã không hài lòng nên đã, đã sống chết chống lại đám cưới đó nhưng mà chỉ sau khi gặp ba của con á đã trở nên mềm lòng và chấp thuận cho đám cưới của hai đứa dạ ông đang tìm người binh giật mình hay sao chứ không phải là như vậy nhưng mà những gì tôi làm chỉ vì cô ta thật đáng thương Tôi chỉ giúp cô ta Một cô gái sợ hãi không dám đến bệnh viện một mình Để kiểm tra và xác nhận bệnh Để còn tìm cách chữa trị Rồi sau đó lúc mà mình bắt gặp tôi đi với cô ta Ở bệnh viện đó anh chứ không có gì đâu à. Mình à, mình có tin tôi không Ông và con nhỏ kia đã thống nhất câu trả lời phải không Nếu tôi thật sự làm vậy sẽ bị trời phạt Tôi là người luôn luôn dành tất cả cho mình mà Tôi là một người trong sáng mà Tôi đã cho mình tất cả những gì tôi có rồi Trời ơi mình là, mình là lý do sống của tôi Mình có biết được điều đó không Tôi không tin ông chắc là mẹ mở gài đồng với người đàn bà đó hey, từ khang đã giúp anh giải quyết chuyện đó khách sạn từ lâu rồi tôi không có lương tâm hay sao mà còn lặp lại chuyện đó à, lần nữa à, Bà gì khách sạn vậy là ông gì con đàn bà đó đi vào khách sạn rồi sao à, không 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 việc đó không phải như vậy đâu à, à, mẹ à, việc trong việc trong khách sạn con sẽ giải thích con sẽ giải thích đi mà đi ra đi đi ra đi tôi không muốn nhìn mặt cho con các người nữa đâu trời ơi sao ba lại nhắc đến chuyện đó ở khách sạn chứ à, là, là, là là việc tâm trí ba lúc nãy không được ổn định Bà cảm thấy không thể tiếp tục được nữa rồi hả tôi bảo hai người ra ngoài à, à, giờ mình đã à, thật giờ sự không biết rồi mình đã à, con biết rồi mẹ không phải đi vậy đâu đi ra ngoài đi ba mình đi đi thật à thật à chính xác rồi ôi mà sơn chúng ta thành công rồi <laughs> Ê, thờ, có chuyện gì vui hả bà Mày sơn nhà cháu sắp có em bé rồi hả? thật hả cháu <laughs> cái này người ta gọi là đứa bé từ tuần trăng mật ra đó <laughs> à, gì ạ à, chỉ là vậy thôi bà <laughs> chúc mừng nha em dâu cảm ơn chị dâu à, sao chị không đi kiểm tra thử xem biết được chị cũng có đúng rồi đó chị à sáu tuần ừ. rồi sao dạ có ấm ngán không chị ừ. từ lúc mẹ có thai em bé tới bây giờ ấm ngán đúng là mệt lắm ừ. Còn vẫn chưa thấy gì hết đó mẹ <laughs> đúng rồi mỗi người một thể trạng khác nhau ừ, nếu chủ tịch biết chắc là ông ấy sẽ vui lắm đây à, giám đốc hà chắc cũng nên mau có tin vui đi chứ ừ. chị dâu cũng nên đi thử xem sao chứ à, không cần phải vội đâu khi nào nó đến thì tự nhiên nó sẽ đến thôi ờ à, mai sơn à hả có vẻ tuần trăng mật có hiệu quả rồi <laughs> <laughs> mọi người cứ vào nhà trước đi hả ừ. anh sao vậy ờ... À, anh muốn đi vào với chị dâu em một lát Chúng ta nên vào trong Mở tiệc ăn mừng chứ Em vào trước đi Anh với chị ấy sẽ đi vào một lát thôi mà Vậy ngày nữa thì qua anh nào sẽ nở đó Khi qua anh đạo nở Chúng ta đi du lịch nha Mẹ và em dâu đều có công việc của mình Em làm sao mà không ở nhà được chứ anh làm gì vậy anh muốn cổng người vợ bé nhỏ của mình à, à, anh đừng làm như vậy mà Bầu lên đi anh thực sự muốn cổng em mà chẳng phải anh đã hứa là sẽ thực hiện tất cả mọi thứ mà anh đã hứa với em sao lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp đi dạo lại như vậy em à dạ em đối với anh không chỉ là một người vợ còn là em gái nhỏ cũng là một đứa bé của anh vì vậy anh sẽ đưa em đi cùng với anh thật chậm rãi thật chậm rãi Đến khắp thế gian này Có em trong cuộc đời này Anh thấy cuộc sống của anh Tươi đẹp hẳn lên Chính em cũng thấy như vậy Đối với em Anh không chỉ là người chồng đâu Mà anh vừa là anh Vừa là đứa bé và là cả thế giới này chính vì vậy nên chúng ta phải hạnh phúc không có gì mà em phải ghen tị với người khác mà em phải thật hạnh phúc nha dạ chà hai đứa nói thiệt sao từng chân mật mà có tin vui thì không phải ai cũng làm được đâu anh à anh có vui không dâu nhỏ à dạ con nghe thưa ông bây giờ con không còn một mình nữa có đi đâu cũng phải cẩn thận nhìn trước nhìn sau để em bé trong bụng con được bình an nhớ là phải ăn uống đầy đủ có như vậy thai nhi mới khỏe mạnh thông minh tuy lúc mang bầu khó nhọc nhưng khi sanh lại là niềm vui lớn ông chỉ muốn dặn con vài câu thôi ráng giữ sức khỏe để mang tin vui cho cả nhà dạ con xin ghi nhớ những lời ông dạy đông đông à con buồn quá vậy sao lại buồn chứ có em bé rồi ba mẹ không thương con nhiều như trước con không buồn mà vì con là cháu đích tôn vị trí của con đặc biệt lắm đó dù thế nào thì mọi người vẫn phải dành thiệt nhiều tình thương cho con thôi ừ, thằng nhóc này nó quyết liệt quá đúng là con của bà. <laughs> nhưng đâu phải là con của ba thôi đâu con là cháu đích tôn của ông nội nữa đó cha thiệt là hết nói nổi Đông Đông nhà mình lúc nào cũng tìm cách làm cho ba nó phải đứng hình. <laughs> Cái gì vậy? Hả? Anh đúng là vô tư quá đi à. Có gì đâu. Anh phải nghĩ tới tâm trạng của Đông Đông nữa chứ. Trời ơi, em không thấy là nó cũng biết cách giành lấy sự chú ý của mọi người hay sao? Chứ không lẽ nó nói là không muốn có em? Anh à, biết là tin vui nhưng anh cũng đừng có vui mừng ra mặt nữa nha. Em thấy cách mẹ xử sự, sự rất hay, rất trầm tĩnh mẹ mừng nhưng mà vẫn lo cho mọi người trong nhà có chuyện gì mà cũng để tâm lo nghĩ hết em sẽ cố gắng noi gương của mẹ em sẽ yêu thương đông đông dù sau này sinh con rồi thì tuyệt đối sau này sẽ không phân biệt gì hết ôi vợ yêu của anh à anh mừng quá đi chắc trời thương anh lắm mới để em làm vợ của anh em này. thiệt là Ờ, các con cứ đi nghỉ đi. ba vào nói chuyện với mẹ một lần nữa đi. bà ấy chẳng nói đã là bà ấy không tin ba chúng ta đó hay sao? con cứ đi nghỉ đi. ba, ba hãy lên ngủ ở phòng chúng con đi. chúng con ngủ ở đây cũng được mà. không cần như vậy đâu. nếu mẹ còn thấy con ngủ ở đây, còn ta nằm ngủ trên phòng con, bà ấy sẽ còn tức giận hơn và nói ta không biết hối lỗi còn ham ngủ. các con cứ lên lầu ngủ đi đi ngủ mau đi nè đi 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 ừ. chuyện về về ở khách sạn em cũng không được nghi ngờ gì nữa vì đây là vấn đề gia đình nên lúc đó anh không muốn tiết lộ với em bây giờ thì em đã biết rồi đó sao em lại nhìn anh như vậy mẹ đã nói cái gì anh hả vì có quan hệ máu mủ cho nên anh cũng không phải là người đáng tin cậy đâu chuyện của ba anh và cô gái ở hộp đêm đó chỉ là một buổi tối vui vẻ vậy thôi mà Ý anh là vào độ tuổi như ba anh cũng sẽ như vậy à Cũng có thời gian vui vẻ kiểu như vậy hay sao Khi anh vào đại học ba anh đã dạy cho anh cách dễ dàng Để trở thành một tay ăn chơi Có phải không Không phải Sao em đổ lỗi cho anh chứ Anh đã hứa là sẽ không đặt chân tới chỗ đó nữa Vậy thì anh hãy xuống và ngủ bên cạnh ba đi Với quyết tâm của anh đó Ý của ờ... em là anh cần phải thấy được Ba cực khổ như thế nào Để có thể quyết tâm không bao giờ làm như vậy nữa Tại sao Anh phải để vợ anh ngủ một mình đó đi mà xuống ngủ với ba dưới ghế sofa chứ Anh đang chống cự đó hả Không phải là chống cự nhưng mà sao lại như vậy Anh chẳng làm gì sai cả sao lại đuổi anh ra khỏi phòng Vậy thì em phạt anh chuyện anh đã đi tới hộp đêm Lúc còn học đại học đó Ê trời ơi thật là vô lý mà Chuyện gì vậy anh Vì lỗi của ba mà anh bị vợ mình đuổi ra khỏi phòng đó Con xuống đây làm gì? tất cả là do lỗi của ba đó. ba làm sao chứ? trong suốt thời gian học đại học, ba đã dẫn con đến hộp đêm cho nên bây giờ con mới bị phạt. Chà còn bé đó đúng là ra dáng phụ nữ nha. ta cứ nghĩ là con bé rất dịu dàng và không bao giờ để tâm chuyện này chứ. ba vui lắm sao? đúng là có hơi chán khi ngủ một mình như vậy. nè, ừ, chúng ta làm một ly được không? Hả? nếu mẹ thấy ba uống rượu, mẹ sẽ cho là ba không biết hối lỗi. À, à, đúng rồi, có thể bị thay lâm đó vậy thì nằm nằm xuống đó ngủ đi ừ. vì lỗi của ba mà con phải chịu khổ như vậy nè trời ơi ừ. con đừng có cằn nhằn ba nữa đó là vì à? con dâu của ta không muốn ta ngủ dưới này một mình cho nên đã bảo con xuống ngủ với ta cho nên á à, cảm ơn vì có một người chu đáo như vậy làm vợ của mình đi ừ. Con phải rời xa người vợ xinh đẹp mà xuống đây ngủ với ba chỉ một mình con có vợ chắc ý con vậy là sao hả Em muốn dùng mũi tích để làm một cái túi Nhưng mà em không biết phải làm như thế nào nữa Mũi đó thì dễ thôi Là vì trước đây em chưa bao giờ làm <laughs> Em phải may thành hai hàng dài với nửa mũi Sau đó lại quay ngược lại để hoàn thành mũi khâu Dạ Đúng rồi đó À, à. à Phải rồi Cứ <laughs> tiếp tục làm như vậy đi Em làm cái này để tặng cho ai vậy? Sao giúp việc mua quà thì là bằng tay có ý nghĩa hơn nhiều Người nào nhận món quà này chắc sẽ thích lắm Chị nè Chị cho phép anh ấy lên đây chứ Là vì chị muốn anh ấy nằm bên cạnh ba Cho nên mới bảo anh ấy xuống đó Đây là cơ hội Để chúng ta nói xấu anh ấy đó <laughs> Mình làm vậy nha <laughs> Sao hai người không ngủ Mà lại ở đây nói xấu người khác vậy Sao anh lại lên đây Anh lên đây lấy cái mền đó Lúc em đuổi anh xuống Em chỉ cho anh mỗi cái gối là sao chứ anh mau lấy nó rồi xuống nha Tụi em còn nhiều chuyện để nói lắm ừ. Chị nè À sao em Chị có biết anh trai em rất sợ dáng không Thằng sao à, nè, 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 trời ơi. <laughs> Khi anh ấy có học ở trường trung học Anh ấy đã thấy một con dáng Anh trai em thậm chí còn ngất xỉu Tại nữa. sao em lại như vậy Hứ? Chỉ vì thấy dáng mà anh ấy ngất xỉu à <laughs> Anh ngất xỉu hồi nào chứ Chỉ là hết hồn nên nhắm mắt lại một chút thôi Lúc đó anh ấy đã ngất xỉu thiệt đó <laughs> Ôi trời đàn ông gì mà thấy dáng lại sợ quá mà ngất xỉu chứ thường thì chỉ có con gái mới sợ mấy cái thứ đó thôi con dáng thì không đáng sợ hay sao chứ à, hôm nay trên trời có nhiều sao thật đó ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp đây à, ngày mai là đám cưới của cô chủ nhà mình mình lo là trời sẽ mưa đó Cô chủ à, cô có nghe người ta nói gì không? Người ta nói là chú rể là một người rất tốt bụng đó. À... Bà ơi, bà làm gì vậy? À, ai đó? Ôi trời ơi, người ta nói khi về nhà ngủ không ngon có đúng không? Bà Sam Vũ là quản gia của nhà mình mà cũng như vậy sao? Bà bao giờ phòng ngủ đi bà, ngồi ngoài đó rất dễ bị cảm lạnh đó. ôi trời cô ấy là ai mà tôi lại nhận không ra sao cô ấy lại nói chuyện với tôi vậy hả cô chủ à, à. tại sao con dậy sớm quá vậy à, mẹ ngủ có ngon không tại vì ba chồng của con mà mẹ chẳng thể ngủ được chút nào nhưng mà sao từ khang cũng ở đây anh ấy lo là ba sẽ phải ngủ một mình cho nên anh ấy mới xuống dưới này ngủ với ba đó mẹ làm sao lại có chuyện đó được là con bảo nó xuống phải không à... chúng ta uống tách cà phê với nhau đi chắc là con không có ấn tượng tốt phải không? Dạ không đâu mẹ. Chắc là không có những chuyện như vậy ở trong nhà của con chứ. Bởi vì chúng ta là những người thất học, cho nên chúng tôi cư xử thiếu phép tắc, có phải không? Dạ không mà. Ừ, thật ra, thật ra thế nào? Ừ? Thật ra con cũng hơi gan tị một chút. Gan tị à? Với những chuyện thế này hay sao? vì ba mẹ của con luôn sống luôn sống trong sự yên tĩnh và giữ yên lặng với nhau còn ba và mẹ thì đều dùng cả ánh mắt và lời nói để thể hiện thái độ của mình khi tranh luận có cảm giác rất là thân thiết chuyện đó sao vậy có lẽ do họ kết hôn do sự sắp đặt nên có vẻ hơi miễn cưỡng cả hai đều đối xử với nhau rất là lịch sự đó có lẽ là vì các gia tộc đều có quy định như vậy đó con Muốn có một cuộc sống hôn nhân giống như ba mẹ vậy Cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt linh tinh Rồi phạt ba ngủ ở ngoài cả đêm như vậy Con cũng muốn làm như vậy với chồng của con Con nghĩ như vậy sao Dạ thưa mẹ Có lẽ con chưa đủ tuổi để đề cập tới chuyện này Nhưng mà con thật sự muốn sống một cuộc sống thú dễ như ba mẹ vậy Chúng ta làm sao bây giờ Dạ Nếu mẹ không chấp nhận con là con dâu đó vì theo suy nghĩ của mẹ Nếu có một đứa con dâu kiêu ngạo và khó chịu Thì có lẽ chúng ta không thể ngồi xuống đây Mà nói chuyện thân mật như vậy được đâu Trong lòng của cô ấy Chắc hẳn sẽ cười thầm mỉa mai Khi thấy ba mẹ chồng cô ta trẻ con như thế nào Mà họ cãi nhau ở trong nhà Rồi cô ấy sẽ về nhà Và kể cho mọi người trong nhà cô ta rằng Chúng ta là người chỉ biết đến tiền mà thôi à, Chỉ nghĩ đến đó thôi là mẹ thấy sợ rồi Vậy mẹ có sợ đứa con trai của mẹ Đang cố gắng để ngủ được trong phòng khách không Thật là ngạc nhiên quá Con đã kết hôn rồi Vậy mà sao con vẫn có thể thức dậy vào lúc nữa để mà đi dớ giận như vậy Con đau lưng quá nên không ngủ được Nè Mẹ nói cho con nghe đây Từ Khang đó à Thậm chí đến khi đi học tiểu học Vẫn còn lấy dầm đó <laughs> Mẹ ạ à... <laughs> Khi nó 4 tuổi nó cố gắng học bản chữ cái Và nhớ được bạc của chương để được đi tới trường Nhưng mà lạ là nó mất thời gian rất dài <laughs> Thiệt là không hiểu có chuyện gì với cả nhà này nữa mẹ muốn con phải xấu hổ trước mặt vợ con sao con và con cần biết những điều này chứ <laughs> đúng đó lên 8 tuổi anh vẫn còn đá dầm em vừa lòng chưa <laughs> dường như là mất một thời gian dài để tính cách anh có vẻ người lớn hơn đó cho dù như vậy thì anh cũng còn con nít lắm nếu chuyện này mà còn xảy ra nữa anh sẽ bỏ nhà đi đó <laughs> trời nhanh kìa À, dưới chân anh có dáng. Hơi, 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 à. trời thúng <laughs> là anh sợ dán thật rồi <laughs> em giỏi thiệt đó em dám gạt cái anh nữa <cười> <Hơi>. <cười> ừ. cho anh thêm chút nữa đi đúng đây đây ừ. nè <laughs> đúng là bức tranh gia đình tuyệt đẹp nếu mà ghen tị á thì hãy cưới chồng đi ạ Cháu vô thứ à Dạ Tại sao cháu ăn nhiều cá gì Cháu đang có mang đó Sao không thấy chú ý đến cháu quen ăn uống một chút Cháu chẳng có cảm giác mang thai ừ, Nên sao hôm nay bà không đi ăn ngoài mà lại ăn ở nhà vậy Chà tao vừa mới đi thăm cháu dâu của tao ở trong bệnh viện Rồi chạy về nhà ăn cơm luôn đó Sao Sao chết lại không ăn gì hết vậy Dạ cháu không muốn ăn lắm Ờ ừ. Cháu vô trưởng à Có khi nào cháu cũng mang thai Dạ, vậy là nhà ta có hai đứa trẻ rồi À, không phải đâu bà cô à Có lẽ cháu tới bệnh viện kiểm tra đi sư Vinh à Dạ, cháu nghe Hôm nay chúng ta có thể gặp nhau ở bên ngoài không? Chị đi đâu hả? À Mọi thứ xong rồi chứ Dạ Ờ, mình mình à ờ, Đưa con bé đi thêm như vậy liệu có tiện không Bởi vì ngày hôm qua không ờ. kịp thấy rõ người phụ nữ đó Cho nên đem theo con vô nhận diện Con thấy rõ cô ta phải không Nếu con đã thấy Con có thể nhận ra cô ta là ai không Ai mà biết được Có thể ông đã đổi cô ta đi Rồi thay người bệnh vào Trời ơi mình hãy tin tôi mà Ông làm gì mà tôi có thể tin được chứ Đã xảy ra chuyện gì sao ờ, Nè cháu à sao cháu không về nhà mình đi phải không? Dạ yeah. Tôi xin lỗi thưa phu nhân Tôi có chạc con muốn hỏi cô đi Cô có quan hệ gì với người đàn ông Đàn ông ngoài kia hả? Chúng tôi không có quan hệ gì đâu Chủ tịch vì thấy tôi tội nghiệp quá Nên ông ấy đã giúp tôi một chút Thật đó thưa phu nhân Cô hãy nói thật cho tôi biết đi Đó là sự thật Dù tôi cũng muốn dụ dỗ chủ tịch Hãy cứ tiếp tục câu mà cô đang muốn nói đi ông ấy chưa bao giờ nắm tay tôi chứ đừng nói là ngoại tình và tôi biết là chủ tịch kính sợ bà đến mức nào ông ấy luôn luôn nói với tôi rằng người phụ nữ của đời ông ấy chỉ có thể là vợ của ông ấy mà thôi chỉ có vậy thôi nghe nói cô ung thư giai đoạn 3 dạ đừng lo chi phí chữa trị cô có chữa bệnh cho khỏe đi dạ xin cảm ơn bà chủ tịch Ê, mình à mình mình đã tin tôi chưa nghe đây mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa vậy tới thăm mình cứ để tôi lo mình hiểu chưa dĩ, dĩ, dĩ nhiên rồi tôi đến thăm cô ta làm gì sao mà còn trẻ như vậy mắc bệnh này rồi dạ thế mẹ sao con muốn đi thăm mẹ con một chút cũng ở trong bệnh viện này ờ à, đúng đúng rồi ha ờ à, con đi đi hôm nay con không cần phải về nhà sớm đâu con gọi cho từ khang rồi hai đứa đi ăn trước đi. Dạ không đâu, con sẽ về sớm mà. Mẹ muốn con vui vẻ với người chồng đêm qua ngủ trên ghế sofa. chắc bây giờ thằng bé đau lưng lắm. đúng đó con, chúng ta cũng định đi ăn tối ở bên ngoài trước khi về nhà. con cũng như vậy đi nha. con hiểu chưa? Dạ. Yeah. mình à, tối nay tôi sẽ mua cho mình vài bộ đồ nha. đừng có đụng vào người tôi. Ê, ê Con biết gì chưa? Chị dâu thứ đã có thai rồi tha à? Thật à? <laughs> Hôm qua con bé đã đi kiểm tra ở bệnh viện à, Tuyệt thật đó mẹ <laughs> Con cũng mau có em bé đi Con và chồng con cái hôn chưa được bao lâu mà mẹ Con và con rễ lý đã bước qua tuổi 30 rồi Phải gấp rút vì có con đi Sao với chúng con thì Chị dâu trưởng phải có em bé sớm hơn mới đúng đó Chắc là ông cũng đang mong chờ lắm đây Các cháu kết hôn tính ra cũng chưa được bao lâu Nhưng rồi cũng sẽ tới lúc Các cháu không thể tránh khỏi được vấn đề đối với mọi người Nên tao mới nói điều này Xuân Vinh à Dạ thưa ông Cho dù có bất cứ chuyện gì thì cháu cũng phải luôn luôn bảo vệ vợ mình Nếu chuyện của cháu dâu trở thành đề tài cho cái tin đồn Thì gia đình của chúng ta sẽ không được bình yên đâu Trước khi kết hôn... Vì lợi ích của con bé nên... Cháu đã nói dối tạc. Dạ. Yeah. Chúng ta... Sẽ làm cho nó trở thành sự thật. Ông à. Dù chúng ta nghĩ thế nào thì đó cũng là điều quan trọng nhất. Cháu... Phải bảo vệ vợ của cháu. Và ta sẽ bảo vệ cháu dâu trưởng của gia đình mình. Ta cảm thấy... Mẹ cháu sẽ đồng ý với quyết định này thôi. Vì vậy cho tới lúc chết cháu và ba cháu nhất định phải giữ bí mật này mãi mãi dạ cháu cảm ơn ông chúng ta ra ngoài ăn nha em chồng em đã muốn ăn bên ngoài thì em cứ đi thôi anh cúp máy đây gì ạ dạ, anh hẹn hò với chị dâu hả có chuyện gì không cưới nhau rồi mà vẫn còn hẹn hò nữa hả Tôi anh là như vậy đó Đừng có làm vậy mà anh Mai Sơn nhà em lại ghen tị chết mất Chị vợ quen làm gì cực khổ ở nhà kia kìa Em chỉ cần giải giờ là mình không biết thôi mà ừ, Vậy thì em cũng gọi Mai Sơn đi ăn thôi Chà, Làm thế nào mà cả hai cô con, con dâu đều không có ở nhà chứ Cô nhường cho anh ngày hôm nay đi Trả cho em bao nhiêu Em thiệt định Lý Hi Chu Là anh hả Lâu rồi anh mới gặp em Dạ anh đi học lại rồi à? Ừ. Sau khi xuất ngủ anh đi du lịch thư giãn. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi học lại. Dạ. Anh có gửi thư về trường cho em hai lần mà. Nhưng không thấy em trả lời gì hết vậy. Đúng là em vẫn không thay đổi chút nào. Khi nói chuyện vẫn không dám nhìn mặt người khác nữa. Dạ. Khi nào em rảnh, anh em mình nói chuyện nhiều hơn nhá. Lâu rồi không gặp, anh nhớ em quá. Từ giờ gặp nhau thường xuyên nha. Chào anh. Là ai vậy? Dạ. Anh bạn đòi gặp em thường xuyên đó. À, anh là đàn anh trong khoa của em. Sau khi suốt ngủ, anh ấy quay lại trường để học tiếp mà. Nhưng sao anh ta lại xoa đầu của em? Thì từ trước tới giờ vẫn như vậy. Thật à? Dạ. Mỗi khi nói chuyện ở ấy xoa đầu em chỉ là thói quen thôi chứ không có gì đó. Anh bạn đó mắc cười thiệt. Nghĩ sao mà lại xoa đầu con gái người ta kiểu đó chứ? Thì em đã nói là anh ấy quen tay mà. Nhưng tại sao em không phản ứng gì hết? Dạ. Sao em không kêu anh ta thôi đi? Đứng nói chuyện là được rồi mắc mới gì phải xoa đầu hả? Em không sợ bị người khác hiểu lầm sao? Tại vì anh ấy... Anh cũng không biết em nghĩ gì nữa. anh có thể tin tưởng vào người vợ có thể đập chết dáng bằng tay không đó ngồi một mình cẩn thận nha chúng ta uống cà phê ở nhà cũng được mà vì anh thích mua cà phê ở máy bán tự động cho em mà đến khi nào chúng ta mới hết như vậy nó cứ như một cái xương cá mắc kẹt trong cổ họng trước khi chui ra anh hãy quên nó đi Chúng ta đã ở bên nhau rồi mà Sẽ không xảy ra tai nạn gì nữa đâu Nhưng nếu có xảy ra chuyện gì đó khó khăn Chúng ta cũng có thể cùng nhau vượt qua được mà ừ. Trời ơi mắt của con sao cứ bị bầm hoài vậy Không thể như vậy được Chúng ta cần phải trao đổi Việc này với Huệ Chi mới được Hôm nay không phải là do Huệ Chi làm đâu mẹ ừ, Vậy chứ ai Là do Huệ đó Nè chỉ vì chúng có tình nói đua nhau thôi Mà nó đánh cháu đến nông nổi này sao Cô ấy không phải là cố tình đánh cháu đâu bà Gia Huệ là một người rất căng đảm Huệ Chi đã hỏi cháu là Trong hai cô ấy Cháu thích thân với người nào hơn Vậy rồi Con nói là con thích Gia Huệ Con không thể nói được gì như vậy Huệ Chi sẽ rất đau lòng Cháu sợ là Huệ Chi sẽ đánh nhau với cháu Nên không nói ra Có lẽ là đúng như vậy đó <laughs> Còn đúng là một tên nhát gan mà Nè, sau đó sao con lại bị gia huệ đánh? Vì khi con đang nhìn cả hai cô ấy để xem xét xem hai cô ấy ai được hơn ai thì đúng lúc đó huệ chi muốn con trả lời thật nhanh, vì vậy cô ấy đã xông vào đánh con. Lúc đó gia huệ Dũng cảm đã nói là không được đánh đông đông và cô ấy cũng lao vào đánh huệ chi luôn đó. Vậy là cả hai con bé gì cháu mà đánh nhau à? Dạ, có vẻ như cháu rất nổi tiếng với các cô gái có đúng không hả ba? Rồi sao cho bị đánh? Cả hai cô ấy đều muốn đánh nhau, vì vậy nên cháu phải cố gắng ngăn họ ra và yêu cầu họ không được đánh nhau gì cháu nữa. Nhưng mà vào lúc đó họ đều đang rất giận dữ Khi gia huệ bảo cháu tránh ra Thì cô ấy lại tay đấm vào mặt cháu đó Ôi thật là Mới có 10 tuổi thôi mà cháu đâu có mối tình tay ba rồi hay sao Cháu không có sự lựa chọn Vì cháu quá nổi tiếng và hấp dẫn <laughs> Thằng nhóc này càng ngày càng giống ba nó Nếu phụ nữ theo thì đâu thể làm gì Không hẳn là vậy đâu Sao Ông của cháu khi còn trẻ Thì rất là đẹp trai phong độ Nên ông đã làm đau tim rất nhiều phụ nữ trong làng đó Anh à anh có biết là anh đang nói cái gì không à. anh đã nói chuyện về vấn đề con cái với ông rồi cho nên từ nay em có thể quên điều đó đi vì anh không anh là người có vấn đề đó là một sự thật em cần phải tin vào chuyện đó còn nữa em hãy hứa với anh bây giờ em khóc trước mặt anh nhưng đừng để ai thấy em khóc cô vô trưởng phải cứng rắn mạnh mẽ từ giờ em cũng sẽ không yếu đuối để khóc trước mặt anh nữa đâu anh có hơi hậu khẩn một chút chị em là dâu trưởng họ hà mà ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau nữa nha dạ anh đi về nhớ cẩn thận nha nhưng mà chúng ta không thể công khai hẹn hò được sao? Anh muốn được ra mắt với nhà của em mà. Không à. được đâu. Anh quên là mối quan hệ của chúng ta là một bí mật sao? À. <laughs> Đúng rồi. Đúng là một tình yêu bí mật thì mới thú vị. Thu Nga. Dạ. Chúng ta chưa bao giờ được một mình như lúc này. <laughs> dạ. Ừ. Hả? Sao lúc nào cũng tới cảnh này là kết thúc vậy Chuyện tình yêu của chúng ta như một vở bi kịch vậy Sao hai người lại ở đây À, à Chúng tôi à, chỉ tình cờ gặp nhau thôi à, Cô Thu Nga tạm biệt nha hình như thu nga đang yêu phải không một cô gái ngây thơ như em thì yêu cái gì ai thấy mà không nghĩ là đang yêu chứ <laughs> đúng là không có gì trôi chảy <laughs> ba ờ sao bà lại lột vỏ chăn ra vậy ờ cần phải lấy ra để giặt chứ chúng ta vừa giặt nó ngày hôm qua mà bà ờ, hôm qua dạ cô chủ à tôi cảm thấy hình như mình rất là lạ cô chủ ơi có phải là sắp đến lúc cô đem tôi đi rồi không Hôm nay mọi người sẽ được thưởng thức món súp Vậy, đậu nành <laughs> Cô cố ý nấu món súp mà Tự kháng thích à Dạ Cô ấy đã hỏi tôi cậu ấy thích ăn món gì để sáng nay làm đó Vậy sao Chúng ta thử xem coi Chà Đúng là món súp đậu ngon nhất mà tôi từng ăn đó Chà Đúng là ngon thật Đây là món súp đậu ngon Nhưng mà Nó vẫn chưa được ngon như món súp đậu của mẹ nấu có phải không Ờ đúng rồi đúng rồi Tất nhiên rồi Súp đậu mẹ con nấu là ngon tuyệt Mẹ con trước giờ vẫn luôn là đầu bếp số 1 mà Đúng ừ. rồi đó Em cần phải tập nấu nhiều hơn nữa Em cần phải học thêm những kỹ năng nấu ăn từ mẹ biết chưa Tại sao con không đi học thêm diễn xuất đi Dạ Con hãy đi học thêm diễn xuất đi Con diễn còn kém và thua lắm đó Ờ à, vậy sao Con trai Bà đã bảo con nên đi học thêm mà Nhìn con kìa Sao con diễn dở vậy chứ chỉ là diễn xuất nhỏ thôi mà anh làm cũng không xong nữa Chúng ta đã thực hành nó trong suốt tuần trang mật rồi còn gì Vậy thì mình đi lần nữa đi Từ nay nếu như anh diễn không được Thì tốt hơn là đừng có nên nói gì cả Đó là vì em nháy mắt ra hiệu nên anh mới cố Anh còn không làm được một việc đơn giản đem hài lòng Cho nên bây giờ anh hãy đi làm đi Thực sự không biết cuộc sống của Lý Từ Khang rồi sẽ ra sao nữa Sao anh trở thành người thừa Trước đây anh vẫn còn một vài chuẩn mực Khi anh không giành được gấu bông mặt anh biểu hiện hết rồi À đúng rồi chúng ta hạ thêm gấu bông nha sao chúng ta không tới đó sao giờ làm việc không được đâu hôm nay em đã hẹn đi mua sắm với mẹ không được rồi sao vậy mỗi lần mẹ đi mua sắm ít nhất là mười tiếng mười tiếng à ừ. <laughs> mẹ bây giờ lại trở thành một người mẹ dắt con vô đi mua sắm cùng với ba người khác, người trên nhà ta mỗi lần nghe tới đi mua sắm với mẹ là chạy biến đi mất, vì vậy cho nên bây giờ đi với con thật là thích quá. Sau này chúng ta nên đi mua sắm ít nhất hai lần một tuần. Dạ, À mẹ ơi, sao chúng ta không tìm chỗ nào để nghỉ chân một chút đi? Không cần đâu, khi đi mua sắm mẹ không cảm thấy mệt chút nào cả. À, dạ. Chúng ta tìm mua quần áo cho con nha. À, dạ. Ôi trời, cái này thật là đẹp quá Con gái của cô có dáng người rất chuẩn Cho nên mọi thứ quần áo đều vừa với cô ấy Phải đó, con gái tôi mặc cái váy này trông rất hợp đúng không Vậy cho chúng tôi lấy cái này đi à. Dạ thưa bà Mẹ à Chúng ta đã mua nhiều lắm rồi hmm. tao thử cái này đi trời ơi đúng là con mặc cái nào cũng đẹp hết đó đẹp phải không cái này nữa <laughs> tuyệt quá vừa dặn quá thử cái này nữa đi Dạ. <laughs> yeah. Dạ Em vẫn còn đi mua sắm hả? Dạ Có chuyện gì với giọng của em vậy? Em mệt lắm à? Dạ không đâu Chỉ cần nói với mẹ về thôi là được mà Em phải đi thay đồ đi, xin chào <laughs> Chắc là vợ mình mệt mỏi lắm đi chị gì với thằng bé sao sao thế mẹ à sao mẹ đi mua sắm lâu vậy từ đã tới giờ đâu có mất mấy tiếng đâu con sao con không làm việc mà gọi điện cho mẹ vợ con không hay đi mua sắm nên chắc là mệt rồi về nhà nghỉ đi mẹ chồng con đúng là một người thích lo lắng mọi chuyện đó con mệt rồi hả à, dạ không chúng tôi còn muốn đến khu insan nữa đó Mẹ muốn đi tới khu Insan à Ở Insan có một quán trà rất ngon Mà mẹ hay uống với mấy phụ nhân mẹ quen đó Chúng ta tới đó đi Dạ yeah. Bà nhận xét mà em xuất bản lần trước chị đã đọc nó rồi Giáo sư đã nói Đó là một bài viết xuất sắc Từ một giáo sư trẻ tuổi và họ rất hứng thú với nó <laughs> Chị quá khen rồi Còn dù của tôi Cho dù có làm việc gì đi nữa Thì nó cũng dốc hết sức mình để đạt được kết quả tốt nhất Dạ yeah. Chắc cô tự hào về con dâu của cô lắm phải không? Ngoài việc học hành ra, con bé còn lo toan hết mọi việc lớn bé ở trong nhà. Nếu tôi mà khen nó thì chắc phải mất cả ngày để giáo sư à. Mẹ Sao vậy? Vì mẹ em tự hào về em nên cô ấy mới nói như vậy chứ. Nếu con dâu của chị tuyệt vời đến vậy và chị tự hào về con bé thì chị nên công khai đám cưới cho mọi người biết chứ. Chị cũng không cần phải che giấu đám cưới làm gì đâu. Tôi không biết lý do tại sao mà chị lại muốn che giấu nó. Mẹ chúng ta gọi thêm trà chứ Ừ, con kêu đi Nè anh kia, chúng tôi cần kêu thêm trà Không biết có phải là con dâu tôi đã từng đi du học nước ngoài hay không Mà nó rất giản dị trong cái xưng hô với mẹ chồng Nó gọi tôi là... <laughs> ô ma, ô ma Chị có biết là tôi cảm thấy thân mật thế nào không? Con bé trông thật đáng yêu phải không? <laughs> tôi cảm thấy là nếu chị gọi mẹ chồng bằng kính ngữ như vậy Thì nghe sẽ rất cứng nhắc và giả tạo đó chị tôi nói như vậy có phải không việc sinh hô của con dâu trong thời đại ngày nay dần theo hướng trẻ quá nếu mà xét nó trong cùng một góc độ thì nghe cảm thấy hơi thô và không có phép tắt như thói quen của giới trẻ ngày xưa đâu tôi cảm thấy cách nói chuyện của con dâu tôi vô cùng đáng yêu mà <laughs> chuyên ngành của chị là lịch sử nó thú vị chứ sao à. <laughs> dạ tôi không biết là có phải mình sống ở nước ngoài quá lâu không mà khi học về lịch sử và văn học nước mình thì tôi cảm thấy rất nhạt nhẽo. Quan điểm của cô là gì vậy? Có thể đưa ra ví dụ. Khi tôi đi du học và nghiên cứu về Iliad và Odyssey của Hy Lạp, tôi cảm thấy nội dung trong đó rất phong phú và đa dạng. em thật là buồn cười không chịu nổi khi nhìn cái cảnh tượng bà ta và đứa con nhau sự ngủ với mẹ chồng mà không dùng kính ngữ gì hết cả hai đều ngơ ngùng chính ca mặt giá nhìn thấy tôi đã bảo mình có đến mấy cái buổi tụ tập đó mà không nghe bây giờ thì mình đã biết lý do rồi bây giờ thậm chí anh có năn nỉ em đi tới mấy chỗ đó em cũng không có tới nữa mẹ chồng của con và có công của con á mà bớt đi gánh nặng rồi đó <laughs> con đó hả vì nghĩ cho mẹ nên đã lấy cô ấy đó <laughs> Con không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để tự hào về bản thân Con thật là thiếu kiềm tôn <laughs> Chân của em đã bị đau đến như vậy rồi Sao em còn cố đứng cả ngày Được rồi mà Em cần phải chùm nóng thêm tí nữa Không cần đâu Sao vậy Anh đã bảo là em đừng có xấu hổ mà Không phải là như vậy mà Vậy thì sao nếu em để cho anh thấy thường xuyên như vậy thì anh sẽ mất cảm giác bí ẩn về em đến giờ mà em còn nói với anh về cảm giác bí ẩn nữa à chứ em không còn bí ẩn trước mặt anh hồi nào chuyện đó tự nhiên mà có gì đâu chứ nếu muốn thì anh đi vào nhà tắm đó chỉ có chuyện đó thôi mà cũng phải vào nhà tắm sao ừ đúng là sống với em anh thật là khổ mà <laughs> ừ. anh đi đâu vậy anh đi vào nhà tắm để tự xử chứ sao <laughs> Chị và chúng ta về thôi Tại sao vậy mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi mà Bà ơi Bà cũng uống được đó chứ ừ, Đó là gì không ai chịu uống rượu với tôi Nếu tôi mà uống thì cũng không thua ai đâu Cháu đó à Cháu sẽ tới đây thường xuyên Và ngồi uống rượu với bà <laughs> Nếu cháu nói vậy thì bà cảm ơn nhiều <laughs> Bà ơi Chuyện của gia tộc chủ tịch Hà Cháu và em gái của chủ tịch Hà là bạn học trung cấp 3 đó thưa bà Ai hả? Là em gái ruột chủ tịch Hà Mạnh Trí Cháu đã hỏi cô ấy là gia đình cô ta có chuyện gì bí mật Không thể nói cô ta nói không có Chỉ có thể là em họ của chủ tịch Hà Không thể nào có em khác được Sao? cho dù thế giới có đảo ngược thì ông ta cũng không thể nào có em gái bà đã nói gì tới bà vậy chẳng lẽ tin đồn là có thật có tin đồn rằng gia đình ấy có nhận nuôi một đứa con đúng là sự thật sao bà lâu ấy có thể là nhầm lẫn một chút đó chị à bà tở nhiều rồi có phải không có thể là có sự nhầm lẫn nào đó không phải vậy đâu chị à, à. à. về rồi à sao cháu về trễ vậy Bà ơi Cháu có phải là em ruột của anh không? Cháu đang nói gì vậy? Cháu có phải là em ruột của anh cháu không? Cháu thực sự có phải là Con của nhà này không? Thu Dung mà Cháu là con nuôi Có đúng không? Ờ, à làm sao mà